Nội dung Kinh Địa Tạng được trình bày qua từng phần giáo lý. A. Hiếu hạnh. Một số người nghĩ rằng Địa Tạng Đại Sĩ đang có mặt và đang cứu khổ ở địa ngục, đọc tụng Địa Tạng Kinh để cầu siêu cho những người quá cố. Một số nhà nghiên cứu thì nghĩ Địa Tạng là cuốn kinh Đại Thừa giới thiệu Pháp, chỉ có hàng căn cơ lớn mới có thể tụng, đọc, học hiểu và hành trì. Cả hai quan điểm trên đều ngã về hai thái cực, lãng quên một điều quan trọng. Địa Tạng giới thiệu một con đường sống, tu tập thiết thực dành cho đủ các căn tánh, đi từ mê lầm, khổ đau đến giải thoát tối hậu. Con đường sống ấy khởi đầu là hiếu hạnh, đi dần đến thiện hạnh. Hiếu tâm chính là đầu nguồn của tâm giải thoát. Không bao lâu trước lúc vào Niết Bàn, Đức Thế Tôn đến cung trời Đao Lợi thuyết pháp để cứu độ Thánh Mẫu Ma Gia. Cử chỉ này đặc biệt có ý nghĩa về hiếu hạnh. Thế Tôn giúp Thánh Mẫu thấy rõ thật pháp, phát Bồ Đề Tâm, cầu quả vị Phật, và giúp chúng sanh đời sau noi theo gương hiếu ấy của Ngài. Chỉ có giới thiệu đạo giải thoát đối với mẹ cha mới đáp đền đủ ân nghĩa nặng. Con đường giải thoát là được biểu hiện qua hành nguyện của Địa Tạng Đại Sĩ. Mở đầu hành Bồ Tát của Đại Sĩ là biểu hiện hiếu tâm đối với mẹ. Từ thương mẹ, phát tâm hành thiện để cứu mẹ. Từ cứu mẹ, Đại Sĩ xúc động trước nỗi khổ báo của chúng sanh mà phát khởi đại bi tâm cứu độ. Nhờ hạnh nguyện độ khổ đó, Đại Sĩ đã chứng đắc thập địa Bồ Tát, dù vẫn ở lại sinh tử tiếp tục cứu vớt chúng sanh. Có thể nói rằng Kinh Địa Tạng là một hiếu kinh. Chúng ta cần đọc tụng nhiều lần, nghiên cứu và tu tập theo gương hạnh nguyện của Đại Sĩ. Tại đây, thử tìm xem trọng điểm của hiếu là gì, và phải chăng hiếu là gốc của tâm đại từ đại bi? Lòng hiếu đối với mẹ cha trên thực tế là tình thương kính đem lại an vui, xua đi khổ đau cho cha mẹ. Đó là tình thương mạnh nhất và đầu tiên giữa mình với một tha nhân mà mình mang nặng ân nghĩa. Như vậy, hiếu là tình thương giới hạn và có điều kiện. Do điều kiện ân nghĩa khiến người con quan tâm tha thiết đến hạnh phúc của tha nhân. Đây là chỗ đầu nguồn của tình thương yêu của con người được khơi dậy để rồi lan rộng ra đến hai, ba người, nhiều người và sau cùng là đến tất cả. Khi đã có thể thương kính tất cả, thì tình thương ấy không còn lý do nào thúc đẩy khác hơn là chính khổ đau của cuộc đời. Bây giờ hiếu đã trở thành lòng đại từ, đại bi. Có thể phát biểu rằng từ bi là hiếu đối với nhân loại, chúng sanh. Nó bắt nguồn từ lòng hiếu kính cha mẹ. Hiếu hạnh sẽ là bài học đầu tiên của tình thương, của trung, của lễ, của nghĩa và của từ bi. Vậy hiếu tâm có phải là tâm giải thoát? Theo tâm lý học của Phật giáo, A Tỳ Đàm, duy thức học và thiền định, từ tâm và bi tâm có tác dụng dẹp tan các ác tâm, sân tâm, hại tâm và lòng vị kỷ. Khi từ tâm khởi thì sân tâm lặng. Do vậy, thiền định đã sử dụng pháp quán từ bi để đối trị sân triền cái. Tại đây, hiếu tâm quả là thiện tâm, là giải thoát tâm. Kinh Địa Tạng đã vận dụng hiếu tâm để tu tập từ tâm và bi tâm hầu để độ khổ chúng sanh, chỉ vì mục đích duy nhất đem lại an lạc và hạnh phúc cho chư thiên và loài người và tất cả chúng sanh. Lễ bái
Tôn kính Kinh Địa Tạng là ý nghĩa tu tập mở rộng tình thương yêu nhân loại, sống vì hạnh phúc cuộc đời. Như thế, nếu nói rằng Ca Dao, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Ca Dao, tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ cũng là đi tu, cũng phù hợp với giáo lý giải thoát vậy. B. Bố thí. Từ liên hệ ân nghĩa sinh thành, dưỡng dục mà hiếu tâm khởi dậy. Này, từ lòng hiếu muốn cứu mẹ cha thoát khỏi khổ báo địa ngục, mà mỗi người con phát tâm dõng mãnh bố thí, cúng dường, sửa chùa, in kinh và tu tập giáo lý. Lòng thương càng lớn thì động cơ tu tập các thiện hạnh cùng tốt, tu tập bố thí cùng tốt. Từ đây, tâm thí được mở rộng dần, từ cứu mẹ đến vì tha nhân, từ phước báo của chư thiên đến hồi hướng công đức khắp tất cả. Khi tâm trí mở rộng, thì sân tâm, tham tâm, ác tâm và hại tâm thu nhỏ lại đến triệt tiêu, và niệm lực, định lực lại phát triển nhanh, khiến phát sinh tuệ lực. Tu tập, huấn luyện các khả năng giới, định, tuệ. Như vậy là thực hiện giải thoát. Con đường giải thoát này được thiết lập trên nền tảng của hiếu đạo và bố thí, rất vững chãi khế hợp với tâm lý con người. Với con người, sống phải là yêu thương và hạnh phúc. Sống là tìm kiếm yêu thương, hạnh phúc. Kinh nghiệm giải thoát cho thấy rõ, hạnh phúc chỉ thực đến nếu có mặt chánh kiến soi sáng các hành động. Từ chấp nhận này, sống hiếu và từ, con người mở rộng yêu thương. Bởi yêu thương càng lớn, thì hạnh phúc càng nhẹ nhàng và càng sung mãn. Cho đến một thời điểm, do kinh nghiệm, con người nhận ra trí tuệ và từ bi là nguồn hạnh phúc vô tận của mình. Kinh Địa Tạng đã thuyết phục con người thực hiện đạo đế qua từng bước chấp nhận hợp tình hợp lý, mà bố thí bước chấp nhận thứ hai. Sứ mệnh Đức Thích Tôn ký thác cho Địa Tạng Đại Sĩ dẫn dắt chúng sanh cho đến ngày Thế Tôn Di Lặc ra đời là sứ mệnh thuyết phục chúng sanh chuyển hóa nghiệp lực trên căn bản của chánh kiến và từ bi ấy. Đích điểm của bố thí theo Kinh Địa Tạng là bố thí mà hồi hướng công đức về khắp chúng sanh, nghĩa là bố thí chỉ vì hạnh phúc của chúng sanh, xóa dần đi các mong ước hẹp hòi vì tự thân và cha mẹ, hay vì thân quyến. Tại đây, chúng ta thử đi vào diễn tiến của quá trình tu tập bố thí trong Kinh Địa Tạng. 1. Tài thí. Kinh Địa Tạng chỉ nói nhiều đến tài thí, ngoại tài, như bố thí tài sản, của cải, thuốc men, v.v. Qua sự thực hành bố thí này, vấn đề đầu tiên mà Kinh dạy, quan trọng là tâm thí, bố thí vì lòng yêu thương và tôn trọng con người. Từ đây, Kinh chỉ dạy sâu hơn, không chỉ vì thoát khổ của mình và cha mẹ mà hành thí, mà vì khổ đau của chúng sanh. 2. Về loại tài thí có liên hệ chặt chẽ đến pháp thí, sửa chùa, tu bổ kinh, in ấn kinh, tu bổ thánh tượng. Hình thức bố thí này đã móc nối đến chỗ phát triển chánh kiến, trí tuệ. Dụng tâm bố thí vẫn là nhắm đến vì hạnh phúc của chúng sanh. Kinh bảo bố thí với tâm hồi hướng này thì công đức vô lượng. Thế là, bố thí tại đây đã có tác dụng phá trừ chấp thủ ngã tướng đang chuyển hướng đến bố thí ly tứ tướng như Kinh Kim Cương dạy. 3. Đề cao pháp thí. Kinh Địa Tạng không giới thiệu pháp thí, hình thức giảng dạy và phổ biến giáo lý, bởi vì sứ mệnh là dẫn dắt các người đang chịu các khổ báo. Hạng căn cơ này thiếu tuệ, nên khó đi vào thẳng diệu pháp.
Nhưng kinh đã hàm ý đề cao pháp thí là tối thắng khi dạy rằng nếu như tự mình tu tập theo giáo lý, giới, định, tuệ hoặc khuyến khích người khác làm theo thì phước đức là bất khả tư nghị. Đây là đề cao trí tuệ giải thoát rất phù hợp với giáo lý truyền thống được kết tập ở tạng Nikaya, Tăng Chi Bộ Kinh 2, Phẩm 4 Pháp và Tăng Chi Bộ Kinh 4, trang 39, bản dịch của Thượng tọa Minh Châu năm 1981, ghi rằng tế đàn có ý nghĩa nhiều hơn là tế đàn bố thí. Tế đàn trì giới là tốt hơn nữa. Tế đàn tu định là càng tốt hơn nữa. Và tế đàn tu tập trí tuệ là tối thắng. Tại đây, Kinh Địa Tạng cũng như Nikaya đều xác định điểm giáo lý cơ bản của Phật giáo. Giải thoát là vấn đề tu tập của tự thân. Con đường tu tập giải thoát tự thân là giới, định và tuệ. Hiếu đạo và bố thí là nhằm tiến đến đạo lộ giải thoát của giới, định, tuệ đó. C. Trì giới. Thực hành hiếu đạo và bố thí chỉ là bước đầu xả bỏ bớt các bất thiện tâm, vứt bỏ các vật nặng trên con thuyền đi về giải thoát. Bước đầu tu tập ấy chưa trực tiếp đối mặt với tâm thức để đối trị, còn đứng ở vòng ngoài của ngoại cảnh để đối trị. Bước thứ hai tu tập giới thì bắt đầu tiến bước dần vào trong và đối trị ngay trên các hành động của thân và một phần nhỏ của ý. Kinh Địa Tạng đặt vấn đề rõ rệt từ bốn phẩm kinh đầu rằng tác nhân đưa con người vào địa ngục và ác đạo là thập ác nghiệp, và tác nhân đưa con người ra hết thảy các ác đạo là thập thiện nghiệp nuôi dưỡng của chánh kiến và tự tâm. Người tu tập 10 thiện nghiệp sẽ hưởng an lạc và hạnh phúc ở các cung trời sau khi chết. Đây là vùng đất hứa đối với những người đang lận đận trong vòng khổ nhân và khổ quả. Chính vùng đất hứa này là sức mạnh giúp các căn cơ thấp phát khởi đạo niệm, phát khởi lòng tôn kính giới. Nếu quyết tâm xuất gia theo gương Thế Tôn Tỳ Bà Thi và Câu Lưu Tôn thì tương lai có thể đến chỗ giải thoát lậu hoặc, giải thoát hết thảy các nhân tố khổ đau của sinh tử. Đấy lại là vùng đất lý tưởng mở rộng phương trời hy vọng cho các chúng sanh mà Đại sĩ Địa Tạng có sứ mệnh dẫn dắt. D. Thiền định. Bước tu tập trực diện đối trị tham, sân, si, gốc của mọi hành vi tội lỗi. Đối trị chuyên sâu, thật sâu là tu tập thiền định. Kinh Địa Tạng đã nhẹ nhàng giới thiệu hướng dẫn các bước tu tập niệm lực và định lực qua các hình thức như là theo dõi các hành vi của thân, khẩu, ý. Dạy thiếu nữ Bà La Môn chuyên tâm niệm danh hiệu Thế Tôn Giác Hoa Định Tự Tại suốt một ngày đêm, phẩm 1. Chuyên tâm trì niệm Kinh Địa Tạng 3 thức đến 7 thức. Vị A-La-Hán, tiền thân của Bồ Tát Vô Tận Ý, phải nhập định mới thấy được cảnh giới đọa lạc của bà mẹ thiếu nữ Quang Mục, trang 167. Và nhẹ nhàng đề cao thiền định vượt xa các thiện sự. Thiếu nữ Bà La Môn nhờ vào định mà xuống được địa ngục, bể khổ thứ nhất, để tìm mẹ. Còn các công đức bố thí thì không thể giúp thiếu nữ tìm gặp mẹ. Có vào định mới chặt đứt được các nhân tố của ác nghiệp. Đó là ý nghĩa khi thiếu nữ Bà La Môn vào địa ngục thì bà mẹ và các tội nhân cũng vừa được sinh thiên giới. Thế Tôn đã ký thác Bồ Tát Định Tự Tại truyền bá sâu rộng Kinh Địa Tạng, có nghĩa là phổ biến sâu rộng pháp cứu khổ ác đạo, trang 173. Do vì thiếu chánh niệm tỉnh giác, chúng sanh sau khi thoát khỏi ác đạo lại bị rơi trở vào, phẩm 8, trang 211. Đến đây, ta có thể tóm tắt diễn trình tu tập
mà Địa Tạng Đại Sĩ dẫn dắt các chúng sanh thọ khổ báo qua các bước. Bước 1, tu tập hiếu. Bước 2, tu tập từ là bố thí. Bước 3, tu tập giới. Bước thứ 4, tu tập định. Bước thứ 5, tu tập tuệ. Chúng ta sẽ khảo cứu bước tu tập thứ 5 ở phần tiếp. E. Tu tập trí tuệ. Tu tập trí tuệ là bước tu tập sau cùng của lộ trình giải thoát. Nhưng thật sự, trí tuệ là phải có mặt từ bước tu tập đầu tiên. Nó là bước đi đầu tiên và sau cùng, có mặt trên suốt lộ trình giải thoát. Chánh kiến là trí tuệ, thuộc nhóm tuệ, được Kinh Địa Tạng nêu lên từ đầu. Kinh đã xác định mẹ của thiếu nữ Bà La Môn, Bà Duyệt Đế Lợi, bị đọa khổ là do tà kiến và ác hạnh, do vì thiếu trí tuệ, không rõ nhân quả mà đi vào khổ xứ. Nhờ có trí tuệ soi sáng, chúng sanh mới rõ đường đi vào hiếu hạnh, bố thí, trì giới và thiền định. Sứ mệnh dẫn dắt của Địa Tạng Đại Sĩ chính là vai trò trí tuệ. Sau khi chánh kiến hương khởi, hành giả cần nỗ lực để nuôi dưỡng chánh kiến và nỗ lực để chiến thắng các khổ nhân là nỗ lực hành sâu bố thí, trì giới và thiền định. Mỗi bước tu tập có một công năng riêng, dẹp bỏ một số nhân tố của các nghiệp, của sinh tử khổ đau. Nhưng gốc của các nhân tố kia là lòng tham ái, sân hận và vô minh. Tham ái và vô minh thì bàn bạc khắp tâm thức của con người. Nó cắm rễ thật sâu vào nội tâm và phân ra vô số các nhánh chĩa khắp tâm thức. Để đoạn tận chúng, để đốt cháy chúng, hành giả phải tu tập bằng cách hành thiền quán sâu xa dựa vào định lực lớn. Pháp thiền quán này đến một thời điểm sẽ thiêu cháy hết thảy tâm tham, sân, si, lậu hoặc và sẽ để lại một nguồn tâm giải thoát, đó là tuệ giác tối thượng. Kinh Địa Tạng đã dạy nuôi dưỡng trí tuệ qua các công phu thực hiện như chiêm bái đảnh lễ, tôn kính ảnh tượng Phật Đà và chư Bồ Tát, trì niệm danh hiệu chư Phật, tụng đọc và học hỏi giáo lý Đại Thừa, dạy chúng sanh quay về chánh đạo, trang 151. Kinh Địa Tạng giáo hóa đối tượng chính có căn cơ thấp nên không giới thiệu nhiều và trực tiếp về thật tánh, thật tướng của các pháp, mà chỉ hé mở cho thấy qua đoạn đầu Kinh Thánh Chúng và Chư Thiên Câu Hội như đã được bàn, và điển hình qua đoạn kinh trích dẫn dưới đây. Lại nữa, Địa Tạng trong vị lai thiện nam hay thiện nữ nào gặp được kinh điển Đại Thừa, dù chỉ nghe bốn câu chỉnh cú hay một câu trọn nghĩa, mà quý báu, thiết tha, ca tụng, tôn kính, thì kẻ đó được vô lượng vô biên quả báo rất lớn. Nếu biết đem hiến cho toàn thể pháp giới chúng sanh, thì phước họ không chi có thể ví dụ. Phẩm 11, trang 235. Tất cả công đức chiêm lễ, tôn kính ảnh tượng Địa Tạng Đại Sĩ, nghe danh hiệu Đại Sĩ mà kinh giới thiệu nhiều lần là ý nghĩa của chiêm lễ, tôn kính chánh kiến, trí tuệ, như đã được bàn đến từ phẩm đầu. G. Tinh thần Bồ Tát hạnh trong Kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng nói về bổn nguyện, bổn hạnh, bổn thể của Địa Tạng Bồ Tát, hiển nhiên là giới thiệu Bồ Tát Đạo, sắc thái đại bi, cứu khổ vô lượng chúng sanh, hẳn là chung cho các kinh Đại Thừa. Ở đây, chỉ tìm hiểu sắc thái đặc biệt của kinh về bổn nguyện, bổn hạnh và bổn thể của Địa Tạng Đại Sĩ. Thứ nhất, nếu hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm, Pháp Hòa là cứu độ các khổ đau mà nhân loại đang chịu, thì hạnh nguyện của Địa Tạng Đại Sĩ là cứu vớt các chúng sanh ra khỏi các khổ báo địa ngục về sau khi chết,
Không phải vì cứu khổ tội báo địa ngục mà Địa Tạng đại sĩ phải có mặt ở địa ngục. Thực tế, đại sĩ thường cứu họ từ trần gian. Như thế, Bồ Tát Quán Thế Âm là cứu người ra khỏi khổ quả trong hiện tại. Còn Địa Tạng đại sĩ thì cứu người, chúng sanh ra khỏi khổ quả đời sau. Thứ hai, cả hai Bồ Tát đều dùng năng lực đại bi để cứu độ. Nhưng sự vận dụng hai năng lực đó có phần khác biệt. Đại khái là do các khác biệt của đối tượng cứu độ như là: khổ trần gian đến với con người trong điều kiện có trí tuệ cao hơn tâm. Trí của chúng sanh địa ngục vốn đầy si mê. Con người có nhiều điều kiện thoát khổ, giữa khi đó chúng sanh địa ngục thì không có. Khổ quả của đời này là kết quả của khổ nhân đời trước. Khổ nhân ấy nhẹ hơn khổ nhân địa ngục nhiều. Tự trung, các sai biệt trên có thể thu về hai điểm. A. À, về chánh báo, tâm lý khổ thọ của con người thì ở mức độ tham, sân, si còn nhẹ. Còn tâm lý của chúng sanh địa ngục thì đầy tham, sân, si. B. Về y báo, cảnh giới trần gian có mặt Phật Pháp và có nhiều trợ duyên để thoát khổ. Còn địa ngục thì hoàn toàn vắng bóng Phật Pháp và vô phương thoát khổ. Do đó, năng lực đại bi Bồ Tát Quán Thế Âm vận dụng chuyển nghiệp dễ dàng hơn là năng lực đại bi mà Bồ Tát Địa Tạng vận dụng. Việc cứu khổ các tội khổ địa ngục đòi hỏi đại sĩ Địa Tạng nhiều kiên trì và nhiều phương tiện thiện xảo. 3. Năng lực chuyển hóa nghiệp cần được vận dụng ở 3 giai đoạn. A. Giai đoạn tạo nghiệp nhân. B. Giai đoạn trung gian giữa nghiệp nhân và nghiệp quả. C. Giai đoạn thọ báo. Thực sự, sức mạnh chuyển hóa chỉ hữu hiệu nhiều ở 2 giai đoạn đầu. Bồ Tát thường đối trị nhân mà không bận tâm đến đối trị quả. Nói cách khác, giải thoát là giải thoát nhân. Do vậy, công việc cứu độ chính của hai Bồ Tát vẫn là việc giảng dạy con người ở trần thế, và nội dung giảng dạy cơ bản là trí tuệ và từ bi, chỉ khác biệt ở kỹ thuật giáo hóa để thích ứng với hai đối tượng giáo hóa có căn cơ cao thấp khác biệt. Điển hình như về bố thí, nếu Bồ Tát Quán Thế Âm dạy tài thí, nội tài và ngoại tài, pháp thí và vô úy thí, thì Địa Tạng đại sĩ chỉ dạy ngoại tài, không đề cập đến nội tài. Bởi vì với căn cơ tà kiến, bất tính nhân quả, đa tham và đa sân, khó cho đại sĩ Địa Tạng nói đến bố thí thân mạng, nội tài, bố thí pháp. Họ không hiểu pháp, không tin pháp, bố thí ba la mật. Họ sẽ tự khước ngay bất cứ pháp hành nào, đánh mất bản ngã của họ. Địa Tạng đại sĩ vì vậy đã khéo léo dẫn dắt họ đi từ bố thí vì lòng hiếu, vì mẹ cha. Vì tự thân rồi mới mở nhẹ ra đến bố thí hồi hướng về công đức khắp pháp giới. Về trì giới, nếu Bồ Tát Quán Thế Âm giới thiệu thẳng trì giới ba la mật, thì Địa Tạng đại sĩ chỉ trình bày cho họ tránh xa các tội ngũ nghịch, giữ gìn năm giới và 10 thiện giới, vì phước báo hưởng an lạc chư thiên chỉ nhằm đưa họ ra khỏi các ác đạo. Về thiền định, nếu Bồ Tát Quán Thế Âm dạy định ba la mật, thì Địa Tạng đại sĩ chỉ bày trong hình thức nhiếp niệm lễ bái, trì niệm danh hiệu Phật Đà một cách nhẹ nhàng. Ngay cả việc làm này, đại sĩ đã phải động viên tình thương cứu mẹ họ mới đi vào thực hiện. Về trí tuệ, Bồ Tát Quán Thế Âm dạy đến trí tuệ ba la mật hay Phật trí, giữa khi Địa Tạng đại sĩ chỉ dạy chánh kiến phàm phu. Về nhân quả, kinh Địa Tạng trình bày giáo lý dưới hình thức rất thực nghiệm, rất sự, mà không diễn giải có tính lý thuyết. Về tâm đại từ đại bi, Bồ Tát Quán Thế Âm dạy thẳng tâm Bồ Tát, trong khi kinh Địa Tạng đại sĩ
phải khơi dậy lòng từ hiếu đến bố thí và đến hương khởi đại bi tâm. Chủ điểm trong kỹ thuật giảng dạy của Bồ Tát Quán Thế Âm là khai mở đại tuệ và đại bi, nhưng chủ điểm trong kỹ thuật giảng dạy của Địa Tạng Đại Sĩ là khai mở hiếu tâm, thiện tâm và chánh kiến ở cấp độ phàm phu. Sứ mệnh của Đại Sĩ là sứ mệnh độ những chúng sanh tội khổ thiếu tín tâm, thiếu trí. Do đó, tâm lý ứng dụng cần được khế hợp để khai mở đạo tâm dần dần. Vì vậy, chúng ta không lấy làm ngạc nhiên thì các Phật sự trong Kinh Địa Tạng rất thiết thực, nằm trong tầm tay thực hiện của đối tượng cần được dẫn dắt, khác với Kinh Kim Cương và Pháp Hoa trình bày các Phật sự có tính lý tưởng, giả thiết vượt ngoài khả năng của con người. Bên cạnh việc chỉ bày các Phật sự khiêm tốn ấy, Địa Tạng Đại Sĩ lại đánh giá thật cao công đức của các Phật sự đó, nhằm khích lệ, làm phấn khởi các người mới hướng thiện phát khởi chánh kiến và từ tâm. Chính chánh kiến và từ tâm mới thực sự là năng lực cứu chúng sanh ra khỏi các tội khổ trong hiện tại và tương lai, mà không phải là Địa Tạng Đại Sĩ hiểu như một nhân vật lịch sử. Hiện năng cứu khổ trên là một vấn đề của thực nghiệm, không phải là vấn đề hợp lý chứng kiến những tâm niệm và hành vi tội lỗi của đủ các giai tầng xã hội. Chúng ta mới cảm thấy xúc động chia sẻ sâu xa với một số lời dạy trong Kinh Địa Tạng, hầu như đi xa với nguyên lý nhân quả. Bởi các lời dạy ấy trọng điểm là nhằm cấp thiết đưa các người tội lỗi ra khỏi những vướng mắc của họ trước đã, sau đó mới giúp họ vào đúng lý đúng cơ. Ví như một con tàu đang mắc cạn, thì việc trước tiên là đưa nó ra khỏi chỗ kẹt đã, rồi sau đó mới định hướng cho nó. Đây là một điểm kỹ thuật vận dụng thiện xảo nặng về khế cơ của Địa Tạng Đại Sĩ, để hoàn thành bổn nguyện của Đại Sĩ dẫn dắt các chúng sanh về chánh đạo trong giai đoạn trung gian giữa thời kỳ hai Thế Tôn ra đời. Nhân quả và nghiệp báo. Giáo lý nhân quả và nghiệp báo là giáo lý về trí tuệ giúp nhận thức đúng quy luật của tâm thức mà hành động, hầu phát triển thiện tâm và trí tuệ. Nó không phải là một pháp môn tu tập. Nhân quả và nghiệp báo là một trong các giáo lý quan trọng nhất của Phật giáo, nhưng không thể hiểu bằng tư duy trừ ra trí tuệ của Phật. Xem Phật Học Khái Luận, phần nhân quả cùng soạn giả. Giáo lý này là căn bản của đạo đức học Phật giáo, chỉ hướng cho con người sống hiền thiện. Kinh Địa Tạng đã dành riêng 2 chương 3 và 4 nói đến nghiệp và nghiệp báo. Dù chưa đi sâu vào luật tắc và không trình bày đủ nhiều khía cạnh tế nhị của nó, đại khái, Kinh đã nêu lên một số nét chính. Tình có nhân quả là chánh tính, biết có nhân quả là chánh kiến, không biết không tin nhân quả là tà kiến, tà tính. Phẩm thứ nhất, thiện nhân quyết định đưa đến thiện quả, ác nhân quyết định đưa đến ác quả. Phân biệt có 10 nghiệp thiện, 10 nghiệp ác của thân, khẩu và ý. Thánh nghiệp thì ở ngoài thiện và ác, giải thoát nghiệp. Nhân và quả đồng loại, phẩm thứ tư. Cùng một nghiệp nhân nhưng có thể có nghiệp quả khác nhau, phẩm thứ nhất. Cận tử nghiệp quyết định cảnh giới thác sinh, nếu trước lúc chết có chánh kiến và hỷ tâm thì sẽ sinh thiên giới, dù trước đó có tạo các ác nghiệp. Người là chủ nhân của nghiệp và là kẻ thừa tự của nghiệp, chí thân như tình phụ tử, cũng đường ai nấy đi. Giáo lý này đặt chúng sanh trước tinh thần trách nhiệm tự thân và trước một sự chọn lựa rõ ràng, thiện hay ác, hạnh phúc hay khổ đau, nhưng đồng thời cũng hé mở niềm hy vọng cho chúng sanh là nghiệp có thể bị chuyển hóa, bị đoạn diệt nếu phát triển trí tuệ và từ bi về vô ngã.
Nếu sự thật không có mặt nhân quả, nghiệp báo, thì vấn đề thiện, ác không được thành lập. Phật giáo hầu như không còn gì để nói chuyện với chúng sanh. Tại đây, người Phật tử hiện rõ là người chọn điều thiện cho mình và người. Chọn điều thiện cho cá nhân và tập thể là đưa toàn thể ra khỏi các khổ báo của địa ngục và của ác đạo, hoàn thành sứ mệnh cứu khổ của Địa Tạng Đại Sĩ. Do điểm quan trọng chủ yếu đó, Kinh Địa Tạng đã dành riêng 2 chương giới thiệu về nghiệp và nghiệp báo, và có đề cập đến luật tác tâm thức ấy qua các phẩm kinh còn lại. Chương 3: Nhận thức tổng quát về Kinh Địa Tạng. Phật tử tu tập theo Kinh Địa Tạng. Tiết 1: Nhận thức tổng quát về Kinh Địa Tạng. Có một số nguyên tắc để nhận thức kinh điển Đại Thừa mà chúng ta có thể dựa vào để tìm hiểu sắc thái riêng của giáo lý Kinh Địa Tạng. 1. Nguyên tắc khế lý và khế cơ. 2 yếu tố thành lập nghĩa kinh là khế lý, khế cơ. Nếu chân lý chỉ có một thì kinh điển Phật giáo chỉ nhằm xiển dương cái một ấy. Diệu pháp chính là cái một này. Do vậy, không có vấn đề cao thấp hay đại tiểu giữa các kinh về mặt diệu lý. Nếu có điểm khác biệt thì đấy chỉ là sự khác biệt về hình thức trình bày, hoặc giả đấy chỉ là sự thiên chấp bộ phái. Học diệu pháp, chúng ta phải đứng ngoài các quan điểm thiên chấp ấy. Về mặt khế cơ thì rất tế nhị, biểu tượng nhiều điểm đặc biệt hầu thích ứng với trình độ nhận thức và tâm lý người nghe, thích ứng với văn hóa xã hội của thời đại và thích ứng với tiêu đích giáo hóa muốn đạt đến của mỗi kinh. Điểm khác biệt giữa các kinh xuất phát từ tinh thần khế cơ này. Đây cũng là nhân tố chính phân chia bộ phái Phật giáo và đưa đến thời kỳ phát triển Đại Thừa. 2. Nguyên tắc cứu độ. Tinh thần đặc biệt của Đại Thừa là nêu lên lòng đại bi cứu độ chúng sanh làm lý tưởng. Pháp hành chính là lục độ ba la mật. 3. Nguyên tắc phương tiện quyền xảo. Tinh thần phương tiện quyền xảo được vận dụng để đưa nhiều căn cơ vào giải thoát, là một sắc thái giáo hóa nổi bật của Đại Thừa. Đại Thừa trở nên khó hiểu, khó nắm là do tinh thần phương tiện này. Người học đạo khó nhìn ra mục tiêu thực sự ở đây. Tuy nhiên, nhờ nguyên tắc khế lý mà chúng ta có thể đi vào được nghĩa kinh. 4. Nguyên tắc diễn đạt biểu tượng. Một số hình ảnh và ngôn ngữ Đại Thừa thường là biểu tượng để biểu tượng hóa những gì mà tư duy không thể đặt chân tới được. Từ 4 nguyên tắc trên, chúng ta đi vào nhận định tổng quát về Kinh Địa Tạng. 1. La Mã. Phần ngôn ngữ biểu tượng. Mở đầu khung cảnh thuyết pháp Kinh Địa Tạng giới thiệu các hình ảnh vượt hẳn ra ngoài tầm nhận thức của tư duy hữu ngã, rất là siêu thực, như phần giới thiệu thính chúng phân tập, hào quang, âm thanh của Thế Tôn. Các hình ảnh biểu tượng ấy nhằm giới thiệu tuệ giác và thần thông của Thế Tôn, giới thiệu thực tánh vô ngã và nhằm dựng lên niềm tin cùng gây sự chú ý nơi chúng đương cơ. Tại đây, chúng ta không thể đồng hóa ngôn ngữ này với ngôn ngữ thiết thực của kinh điển Nam Tạng. Một số danh hiệu Phật Đà và Bồ Tát không hẳn là chỉ những nhân vật lịch sử mà chỉ là tượng trưng, như Giác Hoa Định Tự Tại Chương, Thanh Tịnh Liên Hoa Mục, Chăn Thù, Phổ Hiền, vân vân. Các con số vô tận, vô lượng, chỉ thời gian và không gian là nói về thực tại ở ngoài vùng tư duy. Những diễn đạt về nỗi thống khổ của chúng sanh cũng mang nghĩa tượng trưng. Do vì hình thức cảm thọ khổ đau của mỗi chúng sanh khác nhau và cho khái niệm khổ đau của con người khác với chúng sanh ở địa ngục, ngôn ngữ con người không thể nói lên được. Một số ngôn ngữ diễn đạt bao hàm ý nghĩa vừa cụ thể vừa tượng trưng, như lễ bái, tôn kính, thọ trì,
đọc tụng, trì niệm danh hiệu Phật Đà và chư Bồ Tát, chân chân. Hai La Mã, đối tượng giáo hóa chính của Địa Tạng Đại Sĩ. Địa Tạng Đại Sĩ qua kinh Địa Tạng đã giáo hóa chúng sanh giới hạn trong một số căn cơ thấp. Thế Tôn ký thác trọng trách cho Đại Sĩ dẫn dắt chúng sanh ra khỏi ác đạo để hướng về Niết Bàn. Trong giai đoạn ác trược giữa thời điểm hai Thế Tôn ra đời, Thế Tôn Di Lặc sẽ giáo hóa họ ở giai đoạn cuối. Chúng sanh mà Địa Tạng Đại Sĩ đã trực tiếp giáo hóa là thuộc hàng tà kiến, không tin nhân quả, phỉ báng chánh pháp, độn căn. Phẩm kinh thứ tư, trang 166, xác định Địa Tạng Đại Sĩ ở lại sinh tử để dạy các chúng sanh đang làm ác và đang chịu khổ báo, dạy pháp môn thập thiện giới là căn bản. Qua đó, chúng ta thấy rõ sứ mệnh của Địa Tạng Đại Sĩ là đưa chúng sanh vào thiện đạo để có điều kiện thuận lợi hành giải thoát. Ba La Mã, giáo lý chủ yếu được kinh Địa Tạng giới thiệu để dẫn dắt chúng sanh từ vùng ác kiến, ác hạnh ra khỏi tâm tối của vô minh dày đặc. Đại sĩ đã chỉ dạy họ hiếu đạo, bố thí tài Phật, giữ năm giới, 10 thiện giới, chiêm lễ, cúng dường và tô họa hình tượng Phật, Bồ Tát, tụng đọc kinh điển Đại Thừa và hiểu tin nhân quả. 4 La Mã, tinh thần giáo hóa phương tiện thiện xảo. Để chúng sanh thực sự được lợi ích, Địa Tạng đã phương tiện giảng dạy cho kế hợp với khả năng tiếp thu giới hạn, với tâm lý vị kỷ và với ý chí giải thoát chủ yếu của đối tượng. 1. Thích ứng với khả năng tiếp thu. Với đối tượng giáo hóa đầy si mê ấy, Địa Tạng Đại Sĩ đã không trình bày tứ đế, nhân quả, vân vân với ngôn ngữ diễn giảng, đã không giới thiệu vô ngã và các ba la mật, mà đã phơi bày cụ thể sự thật của khổ đau và hạnh phúc của tam giới bằng hình ảnh sống động để đối tượng giáo hóa trực tiếp quan sát và chiêm nghiệm. Các vị đại diện cho cảnh giới của mình nói lên sự thật của nghiệp nhân và nghiệp quả, hầu đánh thức chúng sanh. Sự thật ấy đại để là địa ngục có vô số cực hình thống khổ, không có lối thoát, là hậu quả của tà kiến, bất tính nhân quả và ác hạnh. Loài người với tâm lý bất định thay đổi theo điều kiện sống, khi thiện khi ác. Nếu sống thiện thì được sanh thiên giới, nếu ác sẽ đọa địa ngục ác đạo. Chư thiền thì tuổi thọ dài, dùng sắc đẹp với nhiều lạc thú hạnh phúc. Nếu thiếu chánh kiến tu tập, sau khi hết tuổi thọ thì sẽ rơi xuống ác đạo. Chư thánh hiền với trí tuệ và từ tâm rộng lớn thì an trú giải thoát. Qua hình ảnh sự thật của khổ và lạc đó, kinh Địa Tạng vừa khích lệ các ác chúng sanh hành thiện hạnh, vừa cảnh giác chư thiên thấy rõ thiên giới là do nghiệp sinh, là vô thường, là không thật, để giác tỉnh tu tập đi lên. Kinh mở rộng ra trước mắt chúng sanh một phương trời mới đầy hạnh phúc và giải thoát chân thật của đại trí và đại bi. Phương thức giảng dạy trên rất là thực tế, sống động và vận dụng tâm lý rất thiện xảo. 2. Thích ứng với tâm lý vị kỷ và tâm lý bất thiện. Với chúng sanh đầy lòng vị kỷ, phóng dật, không dễ gì thuyết phục họ hướng thiện bằng ngôn ngữ thuần lý, thiếu tính tác động, nói về giáo lý giải thoát. Vì vậy, Địa Tạng Đại Sĩ đã kiên trì giáo hóa với kỹ thuật giáo hóa thiện xảo, đi qua từng bước thuyết phục, dẫn dắt. Điều trước tiên và mạnh nhất có thể thuyết phục là khơi dậy trong họ tình thương cha mẹ, ân nhân lớn của họ, để đưa họ vào hiếu đạo, lo nghĩ đường cứu mẹ cha thoát khỏi khổ báo địa ngục. Đại sĩ trao cho họ quyết định đầu tiên ấy để khởi đầu tách tự thân ra khỏi ác đạo. Đại sĩ đã khéo léo gợi ý rằng mọi người đều rơi vào tội lỗi một cách nào đó. Nhất tâm động niệm vô phi thị tội, nghĩa là cha mẹ đã và sẽ rơi vào tội báo.
Tiếp đến, đại sĩ chỉ cách cứu khổ mẹ cha bằng bố thí, ban hành các thiện nghiệp cho họ. Thế là đã dẫn dắt họ đi bước thứ hai, tách ra khỏi đường ác đạo. Trong khi hành thí, thoạt đầu là vì cứu mẹ cha và vì tự thân hay nhân danh hạnh phúc của mình và mẹ cha mà làm việc bố thí. Đại sĩ từ đây hướng tâm họ vì thương người mà bố thí thì phước đức sẽ lớn hơn. Nếu hồi hướng công đức ấy về khắp pháp giới chúng sanh thì phước đức sẽ vô lượng, sẽ lợi ích nhiều cho mình và cho cha mẹ. Vậy là đại sĩ đã đưa họ đến bước thực hành thứ ba, xa khỏi đường ác, vào đường thiện một cách nghiễm nhiên. Việc trì giới, chiêm lễ tôn tượng, đọc tụng tôn kinh vân vân cũng được hướng dẫn theo hình thức trên. Đến đây, đại sĩ đưa họ vào sâu công đức bằng cách hành thiền và tu tập thân trên cơ sở giới định tuệ. Thế là dẫn họ theo hình thức trên. Họ đi từng bước kinh nghiệm tự thân qua hành sự và nhận ra tính giải thoát của giáo lý Phật giáo bằng chính kinh nghiệm tự thân. Tại đây, họ dễ dàng tiếp thu các giáo lý giải thoát và dễ tự mình thực hiện. Đây là một quá trình giảng dạy đạo giải thoát bằng cách dấn thân thẳng vào hành sự một cách khéo léo, không cần giảng giải quanh co và không sợ bị khước từ. Nếu dạy từ đầu bố thí không mong cầu hay bố thí vô chấp thủ thì sẽ mất hết tác dụng thuyết phục. Đại sĩ Địa Tạng sẽ không thi hành được sứ mệnh độ khổ của đại sĩ. Cuối cùng, đại sĩ vẫn đưa họ đến đích mong muốn, mở rộng từ bi và trí tuệ tu tập giới, định, tuệ, thiện xảo phương tiện là thế. Tương tự, khi dạy tu thiền định, đại sĩ giảng dị bảo họ nhiệt tâm cầu nguyện, chiêm lễ và hành trì danh hiệu Phật và danh hiệu chư Bồ Tát. Nhưng thực sự nội dung của việc làm đó đã dẫn đến kết quả phát khởi niệm lực và định lực. Đến đây thì họ nhận ra rõ con đường giải thoát của mình và người và hạ quyết tâm tự mình thực hiện. 3. Thích ứng với ý chí yếu kém. Nếu đại sĩ nói thẳng mục đích giải thoát sau cùng cho các căn cơ thấp ấy nghe, hoặc giả trình bày trong một lúc hết lộ trình giải thoát dài đằng đẵng phải trải qua, thì sẽ thất bại trong sứ mệnh cứu khổ của đại sĩ, vì họ sẽ thấy không thiết thực để chấp nhận, và họ sẽ từ chối vì thấy khó khăn và mệt mỏi, chán nản. Thôi, cứ phó mặc cho dòng sanh tử khổ đau nhận chìm, hay cuốn trôi mà còn thấy dễ chịu hơn. Địa Tạng đại sĩ đã khéo léo chọn phương pháp giới thiệu đến từng chặng đường nỗ lực vừa phải với quyết tâm và khả năng thực hiện của họ. Thế nào để họ cảm thấy hợp lý và thích thú, phấn khởi khi chấp nhận? Vì thế, đại sĩ mở ra trước mắt họ với nhiều tầng trời đầy hạnh phúc và lạc thú. Hứa hẹn của việc thiện họ sắp làm vừa đặt ra chung quanh họ những chảo dầu sôi, những đống lửa hồng, những cực hình chân chân đang chờ đợi họ nếu họ không đi vào các thiện nghiệp. Hẳn là họ chọn lựa đi trên đường thiện nghiệp mà không tiếc nuối quay lại biển khổ mênh mông tâm tối ở đằng sau. Chờ cho đến khi con tàu tâm thức của họ rời ga, đại sĩ mới bắt đầu nhẹ nhàng chỉ rõ hướng phát triển của chánh kiến và từ bi. Nhờ có chánh kiến và từ bi, họ hiểu rõ họ cần phải đi về đâu để dừng chân lại các ga tàu trung gian. Hầu đến ga cuối cùng, nơi mà Thế Tôn Di Lặc đang chờ đợi để chỉ dạy trực tiếp vô ngã và các ba la mật. Kỹ thuật giáo hóa ấy là nghĩa hóa thành ở kinh Pháp Hoa. Nhưng còn ở cấp độ giải thoát thấp, đó là tinh thần giảng dạy phương tiện rất thiết thực và thiện xảo của Địa Tạng Bồ Tát. Tại đây, chúng ta không phải ngạc nhiên thắc mắc trước một ít lời kinh Địa Tạng hầu như có thể đặt thành nghi vấn, như là kinh nói thân nhân bị đọa lạc về báo mộng cho người dương thế, phẩm 6, trang 194. Kinh nói rõ nghiệp nhân nào thì đưa đến nghiệp quả nào, phẩm thứ 4,
trang 175-176. Trong khi nghiệp quả đến không hẳn như vậy, người đã bị đọa thì làm sao trở lại được? Như người bị tù chung thân làm sao trở về với gia đình được? Mà họ trở về bằng cách nào? Các nghiệp trung gian có thể thay đổi nghiệp quả. Kỹ thuật giảng dạy trên có khi rơi vào nghĩa phương tiện, nghĩa là đi hơi xa tinh thần thế lý. Nhưng điểm chọn lựa ở đây của kinh Địa Tạng là để kéo con tàu ra khỏi mắc cạn đã, rồi sẽ định hướng cho nó, như kinh đã dạy tiếp. Đường ai nấy đi, trang 184, theo luật nhân quả, không ai cứu được ai, không thể trả thế người vay. Hướng giáo lý mà kinh định giới thiệu thực sự là hiếu đạo, bố thí và trì giới, phát triển trí tuệ và từ bi, hầu đưa nhân loại, chúng sanh về an lạc, hạnh phúc và giải thoát của tự thân. Qua kinh Địa Tạng, Thánh Mẫu Maya đã nhận được những lợi ích giải thoát nào? Thời Pháp Địa Tạng Bổn Nguyện là thời Pháp Thế Tôn nói cho Thánh Mẫu Maya ở Đao Lợi Thiên. Nhưng tại sao lại đề cập nhiều đến các tội khổ ở địa ngục và các nghiệp nhân của loài người? Đấy là vấn đề mà chúng ta cần tìm hiểu ở đây. Như Đức Thế Tôn dạy trong kinh Đại Nghiệp Phân Biệt, Trung Bộ Kinh 3, số 36, Hán Tạng, Phân Biệt Đại Nghiệp Kinh, Trung A Hàm, số 171, Đại 1, 706b, rằng chư thiên sau khi hết tuổi thọ, nếu không có chánh kiến về Phật Pháp, thì phần lớn rơi xuống ba đường dữ, rất ít được làm người và rất ít sinh về cõi trời thấp hơn. Sự thật này chỉ có chư Thế Tôn biết qua thiên nhãn thanh tịnh. Do đó, khi phơi bày cảnh thống khổ ở địa ngục và tội lỗi ở trần gian là gián tiếp để chư thiên giác tỉnh mà phát khởi tâm tu tập giải thoát, nuôi dưỡng trí tuệ và từ bi. Ở cõi trời vốn là cảnh hóa sinh, không già, không bệnh, thọ mệnh lâu dài, dùng sắc đẹp và đầy lạc thú. Chư thiên sẽ dễ ngủ quên trong thường kiến, không nhận ra tính chất tạm bợ, không thực và vô thường. Khi tất cả các cảnh giới được mở ra trước mắt chư thiên, là khi đã nói lên rõ ràng tất cả tam giới là do nghiệp lực sinh, nó là vô thường, không thật. Khi cảnh thống khổ địa ngục hiện rõ, thì chư thiên liền kinh sợ mà phát khởi tâm tu tập trí tuệ, hầu sau khi mạng chung không phải bị đọa lạc. Khi các cảnh giới chư thiên cao hơn xuất hiện là khi hé mở niềm tin và phấn khởi và cho chư thiên tu tập để có thể sinh về cõi trời cao hơn. Khi chiêm ngưỡng tôn dung Thế Tôn, chư Phật và chư Bồ Tát, chư thiên thấy ngay có kết quả giải thoát lậu hoặc, tức giải thoát sinh tử, để khương khởi lòng tin và quyết tâm giải thoát, đồng thời trước đại thần lực của các ngài. Chư thiên bỗng nhận ra cái thấp thỏi, mỏng manh và bé nhỏ của các cung trời mà sinh tâm nhàm chán cảnh trời, xa lìa chấp thủ, thường kiến. Khi nghe chư Bồ Tát thuật lại con đường tu tập giải thoát và độ sinh của quý ngài, chư thiên liền nhận ra một đạo lộ dẫn đến tuệ giải thoát tối thượng. Rồi ngoảnh lại, hình ảnh vô thường và thống khổ của loài người và địa ngục đánh mạnh vào tâm thức, có thể kích động Thánh Mẫu và chư thiên phát khởi đại bi tâm cứu độ. Vô thường đối với con người chỉ là hình ảnh bình thường, ít gây niềm xúc động và chấn mạnh tâm thức của họ. Đấy là một biến cố lớn của nhận thức chư thiên, có tác dụng vừa cảnh giác vừa đánh thức dậy trí tuệ, như tiếng hót của chim thức dậy cả bình minh. Niềm rây rứt về sinh tử lại trở về, thúc giục chư thiên chuyển hướng nhìn và hướng sống. Khi tất cả tiếng nói cần thiết trên vừa nói xong, thì thời thuyết pháp Địa Tạng Bổn Nguyện cũng vừa chấm dứt. Tất cả hội chúng đều trở về bổn độ. Đó là thời pháp bằng hình ảnh rất thực, rất sống mà Thế Tôn đã thuyết giảng cho Thánh Mẫu và chư thiên, không giống với thời kinh Tứ Đế và Vô Ngã tại Lộc Uyển, nhưng đã nói lên cùng một nội dung,
cùng một tiếng nói về đạo lộ giải thoát. Tiết 2. Qua kinh Địa Tạng, Phật tử cần tu tập gì? Nỗ lực tìm hiểu giáo nghĩa kinh Địa Tạng là để có một nhận thức đúng hơn về con đường giải thoát được trình bày qua kinh, hầu để tu tập đúng pháp theo lời dạy của Thế Tôn và qua các bước dẫn dắt của Địa Tạng Đại Sĩ. Khi đã rõ Địa Tạng là nguồn chân tâm, thì bổn hạnh của Đại Sĩ đúng là việc tu tập của tự thân mình, phát triển các thiện tâm đi về tuệ giác giải thoát. Việc đầu tiên của người Phật tử là quay trở về chính mình để trừ bỏ ác kiến, ác niệm và ác hạnh. Trừ bỏ ác kiến là rời xa các tin tưởng thần quyền, mê tín, dị đoan, rời xa các thái độ cầu sinh, vọng ngoại thuộc về bổn nguyện, rời xa chấp thường, chấp đoạn. Trừ bỏ ác niệm là rời xa các tưởng nghĩ gây tổn hại cho mình và người, rời xa các ham muốn tội lỗi, rời xa sân hận. Trừ bỏ ác hạnh là tránh không làm 10 ác nghiệp của thân, khẩu và ý, không làm nghề bói toán, không buôn bán ma túy, vân vân. Đó là bước nỗ lực thực hiện lời dạy, chư ác mạt tác, nghĩa là không làm mọi việc ác. Bước tu tập thứ hai là thực hiện hiếu đạo theo lời Phật dạy, là bố thí giữ gìn 5 giới cấm, 10 thiện nghiệp của thân, khẩu, ý. Đây là bước thực hành lời dạy, chúng thiện phụng hành, tức làm mọi việc lành. Song song với hai bước tu tập trên là học hỏi giáo lý để có chánh kiến về Phật Pháp. Với các Phật tử có khả năng trí tuệ và ý chí, thì nỗ lực tu tập bước thứ ba, phát triển lòng từ và bi, tu tập thiền định, phát triển thiền quán, vô ngã, hầu để đoạn trừ hết tham ái, chấp thủ, vô minh. Đây là bước tu tập giải thoát sau cùng, tự tịnh kỳ ý, tức làm thanh tịnh tâm ý. Song song với nỗ lực thực hiện ba bước giải thoát trên, trong điều kiện có thể thì Phật tử phát tâm độ tha, giúp tha nhân đi ra khỏi khổ đau về thể chất, giúp tha nhân đi ra khỏi khổ đau của tình cảm, tâm lý, giúp tha nhân hiểu rõ về đạo giải thoát. Thực hiện được như vậy, đúng như vậy, thì quả thực chúng ta không phụ ân giáo hóa của Thế Tôn và ân hộ trì của Địa Tạng Đại Sĩ và chư Bồ Tát. Toàn bộ giáo lý Phật giáo, dù được trình bày từ cuốn kinh nào, là dành để cho chúng ta học, hiểu và hành chúng. Chúng ta không thể chờ đợi gì khác hơn thế. Con đường giải thoát là con đường loại trừ các nhân tố của khổ đau, sinh tử. Tự nó là tích cực và trí tuệ, đem lại an lạc cho nhân loại và chúng sinh. Đó đích thực là bổn nguyện, bổn hạnh, bổn thệ của Địa Tạng Đại Sĩ dạy.